Ngày 9 tháng 5 năm 1940, tại một thị trấn nhỏ của nước Pháp, nơi có những đứa trẻ Pháp. Thị trấn nằm trong khu rừng Ardennes, cách không xa nước Đức, nước đang có chiến tranh với Pháp. Mọi thứ vẫn yên ả cho đến thời điểm này. Các em nhỏ vẫn xếp giày dép gọn gàng và giáo viên nói với các em: hôm nay chúng ta sẽ học một bài hát hay để mang lại hòa bình cho chúng ta. Xoay tròn, những con rối xoay tròn. Đây sẽ là bài học cuối cùng của các em. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, vào 5 giờ 35 phút sáng, Đức mở cuộc tấn công. Lính dù Đức đã đổ bộ vào Hà Lan. Họ là những người lính tiên phong đầu tiên trong số 3 triệu quân xâm lược. Quân Đức hành quân vào nước Bỉ. Đây là cái bẫy mà Hitler bày ra. Đức giả bộ họ sẽ tấn công Pháp qua nước Bỉ trung lập như cách mà họ đã làm năm 1914. Tướng Pháp Gamelin, tổng tư lệnh lực lượng đồng minh, rất tự tin. Ông ta đã kiểm soát được mọi thứ và điều chỉnh các chiến lược từ thời kỳ cuộc chiến cuội. Tổng tư lệnh Gamelin lệnh cho lực lượng cơ giới, một lực lượng tinh nhuệ của quân đội Pháp tiến vào Bỉ, cùng với toàn bộ lực lượng viễn chinh của quân đội Anh. Họ là những người lính chiến đấu thực sự can đảm. Họ sẽ ngăn chặn sự tiến công của Đức vào Bỉ. Tại tổng hành dinh của mình, Hitler đang rất hả hê. Cái bẫy mà ông ta bày ra đã phát huy tác dụng. Ông ta thốt lên: tôi vui mừng đến phát khóc. Ông ta lệnh cho thống chế Goering chỉ huy lực lượng không quân không được phép đánh bom quân Pháp để quân Pháp tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước Bỉ. Và quân Đức sẽ tấn công Pháp từ phía sau. Cuộc tấn công thực sự của Hitler sẽ băng qua rừng Ardennes. Theo lời Bộ Tư lệnh Pháp, không xe tăng nào từng có thể vượt vùng đồi với dây đặc cây cối như vậy. Không có gì có thể cản họ, trừ sự tắc đường do chính họ tạo ra. Trong khi đó, tại Hà Lan, Bỉ và Luxembourg, những người sở hữu xe riêng là những người đầu tiên đi di tản. Mọi người đều bị nghi ngờ làm gián điệp của quân Đức Quốc xã, vốn được biết đến với cái tên Đạo quân thứ 5. Quân Đức tiếp tục chiến thuật nghi binh, xâm lược Bỉ với lực lượng lính dù được đào tạo đặc biệt. Quân cảm tử Đức hát vang bài hát của họ từ chiến dịch Ba Lan. Các cô gái sẽ phải chờ đợi. Các đồng chí ơi, đã đến lúc lên đường. Các đồng chí ơi. Ngày 11 tháng 5, lúc rạng sáng, quân Đức nhảy dù xuống Bỉ. Mục tiêu của họ là chiếm giữ vị trí then chốt trong hệ thống phòng thủ của Bỉ, đó là pháo đài Eben-Emael nằm trên kênh Albert, vốn nổi tiếng là bất khả xâm phạm.
Một lính Đức đã dũng cảm trèo lên đỉnh của pháo đài với một lượng lớn thuốc nổ. Những kẻ đi chinh phục cố phá hủy pháo đài Eben-Emael, chốt chặn quan trọng để tiến vào Bỉ. Hình ảnh này sẽ làm tăng danh tiếng của quân Đức. Sau khi pháo đài thất thủ, mọi người tranh nhau bắt chuyến tàu cuối đến Paris. Tại thủ đô nước Pháp, hội chữ thập đỏ bị quá tải. Những người dân Bỉ tị nạn được chuyển về phía Nam. L'entrée des Allemands dans Liège accentue le mouvement de panique. Khi quân Đức tiến vào Liège, sự hoảng loạn lan rộng. Devant une telle démonstration de force, đối mặt với lực lượng này, chỉ có hai sự lựa chọn: tuân lệnh hoặc di tản. Không chỉ người dân thành phố, nông dân Pháp cũng đi di tản. Trong lịch sử nhân loại, nông dân luôn là những người cuối cùng đi di tản, từ bỏ cả gia súc. Đại thi hào Bỉ Émile Verhaeren đã viết: mọi người xung quanh đây không có bất cứ thứ gì, không có gì phía trước trừ con đường dài vô tận. Những người làm việc trên cánh đồng, những người xung quanh đây chỉ có một sự bất hạnh vô tận. Quân Đức mở cuộc không kích, phá hủy những con đường chiến lược, sân bay, nhà máy lọc dầu và cung cấp nhiên liệu của Pháp. Các thành phố tại miền Bắc và miền Đông nước Pháp bị đánh bom. Người Pháp đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hiện đại thực sự. Tại Hà Lan, cảng Rotterdam bốc cháy. Đây là kết quả của cuộc đánh bom đe dọa giống như từng xảy ra ở Warszawa, Ba Lan. Tuy nhiên, những quả bom này được quân Đức thả xuống sau khi thành phố đã tuyên bố đầu hàng. Thêm một tội ác chiến tranh nữa của Hitler. Để tiếp tục cuộc chiến, nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina đã rời đến London cùng với toàn bộ nội các, con gái bà nữ hoàng tương lai Juliana, hoàng tử Bernard và con gái 2 tuổi của họ Beatrix. Tại London, thủ tướng mới của Anh là Winston Churchill đọc bài diễn văn đầu tiên, cho thấy quyết tâm chiến đấu trong mọi tình huống. Không còn nghi ngờ gì nữa, số phận của Hà Lan và Bỉ, cũng như Ba Lan, Tiệp Khắc và Áo, sẽ được quyết định bởi chiến công của đế chế Anh và Cộng hòa Pháp. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ tại Pháp. Chỉ trong 3 ngày, quân Đức đã vượt qua rừng Aden và tiến về vị trí phòng thủ của Pháp trên sông Meuse. Họ khép vòng vây để bao vây lực lượng đồng minh tại Bỉ.
lính bộ binh Đức đánh bại quân Pháp, cứ như thể họ đến từ một thế giới khác. Les fantassins allemands bousculent les Français, comme s'ils venaient d'un autre monde. Với lựu đạn trên tay, súng liên thanh, họ chiếm thị trấn Sedan chỉ trong một ngày. Thị trấn Sedan là chìa khóa để tiến tới Aden và cũng đã từng đánh dấu sự thất bại của Pháp trong cuộc chiến năm 1870. Nhưng chướng ngại thực sự đối với quân Đức là sông Meuse. Vào đêm 13 tháng 5, họ đem theo những thanh xà để xây cầu. Quân Pháp đánh trả. Nhưng quân Đức đã vô hiệu hóa pháo binh của quân Pháp. Và đến sáng hôm sau, lính đặc công của Đức đã hoàn thành cây cầu, chỉ huy bởi tướng Guderian, người Phổ, 42 tuổi, một chiến thuật gia chiến tranh vũ trang nổi tiếng với cách kết hợp sử dụng xe tăng và lực lượng quân đội để tấn công một cách tàn bạo và thần tốc. Cuộc chiến tranh chớp nhoáng này sẽ không cho kẻ thù thời gian phản ứng. Xe tăng dẫn đầu, theo sau là bộ binh, và với sự hỗ trợ của lực lượng không kích, đặc biệt là các máy bay Stuka. Máy bay Stuka là loại máy bay ném bom bổ nhào được gắn còi báo động, chịu đựng áp lực mạnh khi lao xuống. Những phi công Đức được huấn luyện thả bom vào phút cuối với độ chính xác chết người. Thủ tướng Pháp Paul Reynaud gọi điện cho Churchill trong sợ hãi. Họ đã vượt qua tất cả các chuyến tuyến, đường vào Paris đã được mở ra. Các tướng Pháp bối rối không thể phản ứng trước tình hình. Nếu lực lượng đồng minh tiếp tục kìm chân tại Bỉ, thì làm sao có thể ngăn được quân Đức tiến vào? Tại Paris, các nhà chức trách đang cố gắng đối phó với số người dân di tản ngày càng tăng. Người dân từ Bỉ và miền Bắc nước Pháp đang đổ về thành phố. Trường học, bệnh viện và doanh trại nhanh chóng bị quá tải. Thời kỳ tha hương của họ đã bắt đầu. Le temps des jeux interdits commence. Les voies ferrées sont coupées. La plupart de ces gens sont venus à pied et doivent repartir. Kể từ khi các tuyến đường sắt bị cắt, hầu hết mọi người đều phải đi bộ. Peu d'informations. Thông tin thì hiếm, lời đồn thì nhiều. Phải chăng tổng tư lệnh Gamelin đã tự tử? Không, tổng tư lệnh Gamelin nhận ra rằng quân Đức đang tiến về bờ biển và quân đồng minh đang rơi vào cái bẫy. Lệnh phản công được đưa ra. Tướng Charles de Gaulle có nhiệm vụ chỉ huy lữ đoàn xe tăng. Mặc dù quân Pháp sở hữu nhiều xe tăng hơn và chất lượng tốt hơn xe tăng Panzer của Đức, nhưng do thiếu sự yểm trợ từ trên không, xe tăng Pháp trở thành con mồi cho các máy bay Stuka. Mais faute de renfort et de soutien aérien, les chars français sont la proie des Stuka. Người Pháp đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng họ tự hỏi, tại sao lực lượng không quân không bảo vệ chúng ta? Tuy chịu sự chỉ huy tồi và chuẩn bị tồi, lại bị áp đảo về số lượng, chỉ bằng 1/3 quân Đức, nhưng phi công Pháp vẫn chiến đấu rất dũng cảm. 1.000 phi công Đức đã bị phi công Pháp bắn hạ và bị bắt làm tù nhân. Chính phủ Anh đã nhiều lần yêu cầu Pháp giao nộp các phi công này để đưa họ đến một nơi an toàn tại Canada, nhưng vô ích. Đây thực sự là một sai lầm đáng tiếc đối với Anh, vì những phi công này sẽ quay về Đức khi hiệp định đình chiến được ký kết và sau đó sẽ tham gia vào cuộc chiến chống lại Anh.
Xe tăng Đức nhanh chóng băng qua các thị trấn và làng mạc của miền Bắc nước Pháp. Quân Pháp cố gắng làm chậm bước tiến của quân Đức một cách dũng cảm. Nhưng quân Đức đã đánh trả mọi sự phản kháng. Các tướng Pháp không còn biết vị trí của kẻ thù. Một nhân viên sĩ quan, đại úy Beaufort nhận xét: chúng tôi tiếp tục nhận được ngày càng nhiều tin tức xấu. Bầu không khí thật không thể tưởng tượng được. Sau 8 ngày, với vô số tin tức tai hại, tâm trạng của chúng tôi đã suy sụp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông khóc. Quân Đức tiến tới eo biển Anh. Chiến thuật tiến quân hình lưỡi liềm đã đem lại hiệu quả. Lực lượng viễn chinh Anh, quân đội Bỉ và lực lượng vũ trang của Pháp đều đã bị họ bao vây. Vua Bỉ đầu hàng cùng với đội quân của mình. Không hề đưa ra một lời cảnh báo, lực lượng viễn chinh Anh rút về bờ biển. Điều này dẫn tới sự sụp đổ cuối cùng của quân đồng minh. Tại Paris, Thủ tướng Pháp Paul Reynaud sa thải Tổng tư lệnh Gamelin và tìm kiếm vị cứu tinh mới, tướng Weygand, 72 tuổi, từng là một trong số những người đã góp phần làm nên chiến thắng của quân đồng minh hồi năm 1918. Để tăng tinh thần, Thủ tướng Pháp Reynaud cần thêm một người hùng từ thế chiến thứ nhất làm cố vấn cao cấp, đó là Thống chế Pétain, 84 tuổi, người sẽ sớm có những bất đồng với chiến thuật của Reynaud. Tướng Weygand không có sự lựa chọn nào, ông ta buộc phải ra lệnh rút toàn bộ quân Pháp ra khỏi thị trấn Dunkirk. Hitler để cho họ rút quân, một hành động thiện chí với nước Anh. Phải chăng ông ta đang hy vọng vào một nền hòa bình riêng rẽ? Hay tướng Goering đã đảm bảo với ông ta rằng lực lượng không quân của Đức có thể ngăn cản bất kỳ một cuộc di tản nào? 400.000 quân chen chúc tại bờ biển, vô vọng và lộn xộn. Họ chỉ có một con đường duy nhất để thoát thân, đó là vượt biển. Churchill lệnh cho tất cả các loại tàu thuyền tới để đón quân đồng minh. Tàu khu trục, tàu quét mìn, tàu đánh cá, xà lan, du thuyền sang trọng và thậm chí cả tàu chữa cháy Thames. Tất cả đều vượt qua eo biển Anh để giải cứu đội quân bị bao vây và cả tướng Anh, trong đó có Montgomery. Tại ngoại ô Dunkirk, vì cố gắng kìm chân quân Đức, quân Pháp đã chịu tổn thất nặng nề. Tướng Đức Goering đưa các máy bay Stuttgart và máy bay ném bom của không quân Đức Luftwaffe tới Dunkirk. Hai trăm mười lăm nghìn lính Anh và 120.000 lính Pháp đã may mắn di tản một cách an toàn. Quân Anh đã được an toàn, nhưng trong tình trạng tồi tệ. Quân Pháp sẽ được đưa tới Anh, một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ đất nước của họ.
người Anh thì được đưa tới các trung tâm hồi sức. Toàn bộ người dân Anh đều xem việc thoát khỏi Dunkirk là một thành tích phi thường. Nhưng Churchill thì lại có quan điểm khác. Với sự sáng suốt, ông nói, các cuộc chiến không thể giành chiến thắng bằng cách di tản. Mặc dù vậy, những ngày đầu tháng 6 năm 1940 cũng đã đánh dấu sự ra đời của tinh thần Dunkirk. Sự khốc liệt của cuộc chiến tranh và sức mạnh hủy diệt của kẻ thù Đức Quốc xã đã quá rõ ràng với người Anh. Sự lạc quan và óc hài hước đã nhường chỗ cho những nỗ lực cuống cuồng để huy động toàn bộ người dân tham gia chiến đấu. Ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Anh Churchill khi ấy cũng đang phải đấu tranh với những nhân vật theo tư tưởng chủ bại ngay trong đội ngũ cộng sự của mình đã phải lên tiếng. Chúng ta sẽ chiến đấu trên biển, trên đất liền, trên những cánh đồng, những con phố và những ngọn đồi. Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Ngày 4 tháng 6, quân Đức chiếm được thị trấn cảng Dunkirk. Những chiến lợi phẩm tuyệt vời đang chờ đợi họ được quay lại trong các bộ phim tuyên truyền của quân Đức Quốc xã. Quân Anh đã để lại gần như toàn bộ các thiết bị và vũ khí. Những đống đổ nát tràn ngập bãi biển, một máy bay khạc lửa Spitfire của Anh và bộ khung của một tàu khu trục La Thoa của Pháp hoàn toàn bị phá hủy, và cả những chiếc xe Jaguar và Sirocco. Tất cả đều cho thấy sự tàn bạo trong những trận chiến đấu của Hải quân Pháp. Lính Đức tự quay phim lại một cách tự đắc. Họ đã tìm thấy một máy hát của Pháp với bản ghi âm nổi tiếng của Maurice Chevalier. Hitler tuyên bố, trận Dunkirk là trận chiến lớn nhất trong lịch sử, và từ nay, ngày 4 tháng 6 sẽ trở thành ngày lễ tại Đức. Quân Đức quay phim tù nhân bị bắt giữ. 80.000 binh lính Pháp, những người đã hy sinh để bảo vệ Dunkirk. Họ cũng muốn chạy thoát khỏi Dunkirk cùng với những đồng đội khác. Nhưng rất tiếc, họ sẽ phải sống với cảm giác cay đắng trong một thời gian dài. Theo lời Churchill, những người lính Pháp này trong 4 ngày quan trọng đã chiến đấu ngang ngửa với 7 sư đoàn Đức. Đây là một đóng góp tuyệt vời để giải thoát những người đồng đội may mắn hơn. Nước Anh không thể tiếp tục cuộc chiến tranh mà không có họ. Mặc dù đã chiến thắng, nhưng quân Đức cũng chịu tổn thất rất lớn. Tướng Đức Guderian cho phép quân lính của mình tạm thời nghỉ ngơi. Lính Đức rất tự hào về vị tướng của mình và đánh dấu vũ khí của họ với chữ cái G. Chiến đấu ngày đêm không nghỉ, họ đã không ngủ trong 4 tuần và đều đã thấm mệt. Sans arrêter de se battre. L'offensive reprend. Cuộc tấn công tiếp tục. Nước Pháp sụp đổ. S'écroule. Nhưng cả Thủ tướng Pháp Reynaud và tướng Charles de Gaulle, nay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, đều muốn tiếp tục chiến đấu. Tại Rome,
nhà độc tài Italia Mussolini, tên hiệu là Induce, thông báo một tin tức mới đến người dân Italia. Một lời tuyên chiến của Italia đã vừa được gửi tới Đại sứ Anh và Pháp. Nhà độc tài Mussolini đang mơ được chia chân chiến lợi phẩm bao gồm đảo Cox, Nice, Savoy, Tunisie và Malta. Người Pháp gọi đó là một nhát đâm sau lưng. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Mussolini đã bị sư đoàn Alpine của Pháp chặn lại.